Là nơi hội tụ của hai nhánh sông Tiền và sông Hậu chở nặng phù sa, chảy xuôi về hạ nguồn mênh mông, bát ngát. Có đồng lúa bao la với sản lượng lương thực đứng đầu trong cả nước. An Giang cũng là nơi hội tụ của bốn dân tộc anh em Kinh, Chăm, Hoa, Khmer cùng sinh sống đoàn kết, cùng tạo nên bề dày lịch sử văn hóa đa dạng, phong phú, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. An Giang cũng chính là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo lỗi lạc, người công nhân ưu tú và là người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự hào là người con của quê hương An Giang, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một quyển sách mà theo mình nghĩ là người con nào sống ở vùng đất An Giang nói riêng và cả nước nói chung cũng nên biết đến. Đó là quyển sách Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cuộc đời và sự nghiệp của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, xuất bản ngày 24 tháng 9 năm 2009. Chào đón kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác Tôn, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2010. Quyển sách có độ dày 206 trang, thiết kế theo hình vuông. Trang bìa mặt trước được thiết kế với tông màu chủ đạo là màu tím và hình ảnh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Mặt sau với tông màu chủ đạo là màu nâu và hình ảnh huân chương sao vàng cao quý mà đảng và nhà nước trao tặng cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nội dung cuốn sách gồm có 3 phần. Phần 1, tiêu đề Tuổi trẻ Tôn Đức Thắng, từ trang 9 đến trang 16. Phần này giới thiệu cho chúng ta biết về thân thế, thân sinh, thân mẫu và những điều về Bác Tôn khi còn trẻ, như Bác từng học tiểu học tại trường tiểu học Long Xuyên, hay cụ Nguyễn Thượng Khách, người thầy đầu tiên dạy chữ và giáo dục lòng yêu nước cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng của chúng ta. Phần 2, tiêu đề Hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, từ trang
117 đến trang 167. Đây là phần dài nhất của quyển sách. Phần này thể hiện rõ quá trình mà Bác Tôn của chúng ta đã trải qua từ khi bắt đầu làm lính thợ ở nước Pháp cho đến khi trở về với đất mẹ, gặp được Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính, và cùng Bác Hồ tham gia kháng chiến. Bác Tôn luôn là người tiên phong, đồng hành cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường kháng chiến đầy gian khổ. Người chiến sĩ kiên trung bất khuất trong ngục tù đế quốc, người đại biểu ưu tú của hành động, tận tâm tận lực với sự nghiệp kháng chiến, cùng đảng, nhà nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trên cả hai miền đất nước, đồng thời kinh qua các chức vụ lãnh đạo cấp cao như Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và sau cùng là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người đầu tiên được đảng và nhà nước trao tặng huân chương sao vàng cao quý nhất do chính tay Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng. Phần 3, tiêu đề, biểu tượng của đại đoàn kết. Từ trang 168 đến trang 191, phần này sẽ cho chúng ta thấy rõ đức tính cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua nhiều phương diện, từ đời sống cá nhân giản dị, khiêm tốn, trọn vẹn thủy chung, đến nhà lãnh đạo tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ba phần chính, từ trang 193 đến trang 203, quyển sách còn giới thiệu cho chúng ta những hình ảnh về cụm di tích lịch sử cách mạng về Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở An Giang, nét đẹp ở An Giang và những công trình mang tên Bác Tôn. Các bạn thân mến, với những hình ảnh được sưu tầm, chọn lựa, trình bày, thể hiện trong từng phần, cuốn sách sẽ tái hiện những nét chính yếu về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến và phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đọc quyển sách này giúp chúng ta càng hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng và nhà nước. Với 92 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, gần 17 năm tù đầy, từng giữ nhiều trọng trách trong đảng, quốc hội, chính phủ và nhà nước. Ở cương vị nào, hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ đến mấy, Bác Tôn cũng nêu cao tấm gương sáng về lòng trung thành, sự tận tụy đối với đảng, nhân dân, luôn nêu cao tinh thần anh dũng, bất khuất, phấn đấu hy sinh, mẫu mực, cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị, để cho các thế hệ sau noi theo. Bạn thân mến, quyển sách này hiện đang được trưng bày tại thư viện trường cơ sở Cổng Khê. Mình hy vọng các bạn sẽ tìm đọc và giới thiệu quyển sách này đến nhiều người để tất cả mọi người có thể hiểu rõ hơn về Chủ tịch Tôn Đức Thắng và noi theo gương Bác để đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Sao